Hôm nay bạn bé nhà mình sẽ vào bếp để chế biến món trứng gì đi mông? Trứng rán. Trứng rán. Ok, để xem bố xem con làm cái gì nhá. À, thưa anh làm món trứng rán đúng không? Ok. Này, anh độc lập tác chiến đi. Pin bơ qua con ạ, cho thêm tí nữa. Cho nó đều ra. Còn lấy cái đũa gỗ ấy, đũa nhựa nó cháy đấy. Con để cái chanh mỡ kia vào trong đi, không nó đổ đấy. Ít quá à? Bố nghĩ được rồi đấy. Úp. Thì nếu có lật được mặt đâu? Được. Không có này. Còn nhiều dầu quá rồi. Không sao cả, cái này. Cái này lắm này. Cái gì con? Cái này lỗi. Đấy là trứng nó phồng lên các bạn, một lúc tí nữa con lật để trứng nó chín, con cho nhỏ lửa thôi thì nó sẽ chín. Số 2 đi con. Đó lắm anh không nấu ăn với mình không nhỉ? Để tôi thử xem anh lật mặt như nào này. Cái gì con? Bây giờ con lấy con đũa con gầy gầy ra tí cho cái bên trên nó chảy ra xuống đúng không? Bỏ hai cạnh ấy, nghiêng cái chảo đi một tí. Hất lên. Hất cái bên cạnh nó lên. Bên cạnh cạnh thành chảo ấy. Đấy đúng rồi, được rồi đấy. Đấy, thử anh thử lật xem nào. Thử xem tay nghề của anh đến đâu nào. Úp. Úi giời, quá tuyệt vời. Đẹp không? Con mua lần rồi. Ừ, rồi tốt. Đấy là thành công đẹp rồi đấy. Cho to lửa tí nó chín nhanh con ạ. Số 3 thôi con. Tuyệt vời đấy, mốc bố sẽ huấn luyện mốc thành đầu bếp MasterChef giống như bố, được không? Muốn tôi mấy hôm nay tôi toàn nấu ăn còn gì nữa, từ trước này tôi toàn nấu ăn thì ở trên mẹ làm gì? Mẹ chỉ phụ bố thôi. Đúng rồi. Được rồi, con lấy đĩa, con cho ra đĩa đi. Đĩa to, đĩa phẳng thôi, đừng lấy cái đĩa đấy. Đĩa trắng đấy, đĩa phẳng đấy, đĩa đấy. Rồi anh thử cho ra đĩa xem nào. Con bỏ chai cái chai dầu nó vào bên trong không nó rơi nó vỡ. Rồi, tốt. Xem nào. Quá đẹp, được rồi. 10 điểm cho chất lượng.